trọng vào chờ che con cái dương trần. Tạ ơn cha thánh nhân, cha thánh nhân đoàn con tôn kính, đoàn con vững niềm cây trong. Tạ ơn tạ muôn đó hoa tỏa ngát hương lòng chiều mến. Tạ ơn cha ngài đã đến ủi an những ai hoạn nạn, ngài sớt chia nỗi đau. Thế nên cùng với Thánh Phaolô
đức trinh nữ Maria, chúng ta hãy dâng lên Chúa thánh lễ tạ ơn này, để rồi qua thánh lễ tạ ơn này cùng với thánh Giuse và đức trinh nữ Maria dẫn chúng ta đi vào chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa ba ngôi. Và trong thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các ân thân nhân của giáo xứ chúng ta còn sống cũng như đã qua đời. Với tất cả tâm tình đó, từ đây chúng ta thành tâm thì nhận tội lỗi của mình để xứng đáng thừa hành thánh lễ. Tôi nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
mà chúng ta quên bỏ
và noi gương Thánh Giuse như là gương mẫu của đời sống chúng ta, đặc biệt về lao động và gia đình. Vai trò của người chồng, vai trò của người cha như Thánh Giuse đã thi hành một cách tốt đẹp. Vậy lý do gì nơi Thánh Giuse để cho chúng ta có thể chiêm ngắm và noi gương Ngài? Là bởi vì Thánh Giuse cũng là một người thanh niên như ba người như chúng ta, nhưng Chúa Giêsu Đức Mẹ đã được Thiên Chúa gửi ngắm nơi Ngài như là người đồng hành, như là người dưỡng nuôi, như là người bảo trợ cho gia đình được hạnh phúc và bình an. Thật vậy, Thiên Chúa đã tin tưởng Thánh Giuse, Ngài giao gia đình Nazareth cho thánh cả Giuse. Và từ đó, Thánh Giuse có thể chúng ta gói gọn nơi Ngài, cuộc đời của Ngài gói gọn trong năm chìm bảy nổi chín lọt lòng. Tự hỏi có gia đình nào có thể khó khăn hơn và vất vả hơn gia đình Nazareth? Chúng ta trở lại một chút để chiêm ngắm được vai trò và giá trị của Thánh Giuse. Khi bắt đầu linh hồn thì chúng ta biết Thánh Giuse nhận được tin đó là Đức Mẹ Maria đã thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, và có thể Ngài chưa hình dung được về mầu nhiệm đó, nhưng chắc chắn Ngài phải có một niềm tin vững mạnh để có thể đón nhận được điều đó. Rồi thưa hỏi, có gia đình nào mà cha mẹ vất vả để tìm được một chỗ bình thường cho người con ra đời? Đó chính là Chúa Giêsu mà hai ngài phải vất vả, và cuối cùng Chúa Giêsu sinh ra ở đâu các con thiếu nhi? Ở một máng cỏ sao? Máng cỏ bò. Rồi chúng tôi có gia đình nào khi sinh con rồi lại cha mẹ lại vất vả phải đưa con luôn luôn chạy trốn đi rất là xa, đi sang Ai Cập để trốn tránh vương quyền, trốn tránh những người muốn bắt nữa. Rồi chúng tôi có gia đình nào vất vả và đau đớn cho bằng là phải ở những nơi tạm bờ ở bên ngoài quê hương của mình để chăm lo cho gia đình của mình an vất vả. Rồi chúa có gia đình nào vất vả khi mà người cha người con phải làm thờ mộc âm thầm, người vợ theo thùa may quá để kiếm cơm manh áo cho gia đình? Tất cả những điều đó Thánh Giuse là chẳng qua hết, có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta có thể hình dung nơi Thánh Giuse một điều, đó là dù khó khăn vất vả, dù gánh nặng như vậy, nhưng Thánh Giuse không bao giờ phản lại. Ngài bình tĩnh, Ngài can đảm, Ngài vượt qua được là bởi vì nơi Thánh Giuse có một niềm tin vững chắc và sự bao dung, cũng như nhìn thấy trách nhiệm của một người chồng, một người cha trong gia đình, đó là trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao cho Ngài. Và nơi đó Ngài nhận được niềm vui và hạnh phúc mặc dù rất khó khăn. Thế Giuse đã tin tưởng vào Đức Mẹ để đón nhận Mẹ về nhà, tin tưởng vào Chúa Giêsu, và đặc biệt nơi Ngài luôn luôn có một niềm tin vững mạnh, một chỗ trong trái tim dành cho Chúa trọn vẹn.
Ngài luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Ngài tin tưởng, do đó chúng ta thấy nơi Thiên Chúa xe là một sự ân cần, cần mẫn, rất là tận tụy lo cho gia đình, tận tụy lao động một cách âm thầm mà trong thánh bình ở trong kinh sáng chúng ta có thể được nghe đó là một bác thờ vô danh. Có nghĩa là Ngài lao động tận tụy vì gia đình, cho gia đình, không cần ai biết, bởi vì đối với Ngài trách nhiệm nâng đỡ bảo trợ gia đình đó chính là cuộc đời của Ngài. Ngài cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó, không cần ai biết, không cần ai quan tâm. Gia đình đó chính là điều mà Giuse bận tâm lo lắng. Ngài làm việc cần lực, Ngài luôn luôn tìm mọi cách để che chở và bảo vệ gia đình. Cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ, gia đình Nazareth đã vượt qua được tất cả những khó khăn thử thách đó, mà dường như nhiều lúc không thể có thể vượt qua được. Nhưng Thánh Giuse, Ngài là đầu tàu trong gia đình, Ngài đã kiên vững tin tưởng trọn vẹn nơi Thiên Chúa và Ngài đã làm hết khả năng của mình. Lao động là để công tác và công trình của Thiên Chúa, công trình sáng tạo, nhưng lao động cũng là cách để đem lại cho gia đình một sự vững chắc, và trong gia đình nơi Thiên Chúa sẽ để lại cho mỗi gia trưởng, cho mỗi người nam xưa chúng ta, đó là sự hy sinh vì gia đình. Và tất cả những gì chúng ta làm là cho gia đình, bởi nơi đó chính là nhiệm vụ, nơi đó chính là niềm vui, nơi đó cũng là trách nhiệm và Thiên Chúa muốn chúng ta cố gắng cộng tác và hy sinh. Chỉ như vậy chúng ta mới tin tưởng và vượt qua được. Trong gia đình chúng ta không có niềm tin, chắc chắn chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị sóng gió, bị bão bùng cuột ngã. Nếu chúng ta không tin tưởng chồng, không tin tưởng vào vợ, vợ không tin tưởng vào chồng, con cái không tin tưởng cha mẹ và cha mẹ không tin tưởng con cái, thì chắc chắn khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta không đứng vững được. Lời kính thưa quý chị, quý bà, mẫu gương Đức Giuse là dành cho gia trưởng của chúng ta. Vậy còn đối với quý chị, quý bà chúng ta, có ai? Có mẹ Maria. Có mẹ Maria là mẫu gương trong gia đình tuyệt vời. Còn thiếu nhi hôm nay chúng ta thấy đoàn tiếng hoa của giáo sư chúng ta có đẹp không các con? Có đẹp, đẹp quá. Đẹp là bởi tại sao con? Là bởi vì tháng năm dành cho, giáo hội dành cho chúng ta, dành riêng để chúng ta tôn kính Đức Maria. Nhưng chúng ta cũng là thời gian để chúng ta chiêm ngắm về mẫu gương Đức Mẹ Maria dành cho mỗi người, đặc biệt quý chị em là những người bà, người mẹ, về vợ trong gia đình. Chúng ta dành bông hoa tươi thắm là thể hiện điều gì? Là thể hiện tất cả sự đẹp đẽ nhất của thủ tạo. Hoa là tượng trưng cho cái đẹp của thủ tạo để chúng ta xuân lên mẹ, là điều để chúng ta khẳng định là chúng ta yêu mến mẹ và chúng ta muốn noi gương mẹ. Chúng ta xưng hoa là thể hiện một tâm tình chúng ta cảm mến và nương tựa vào Đức Maria. Ngài sẽ cầu bầu và bảo trợ cho gia đình chúng ta gặp những khó khăn chúng ta vượt qua. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho những người, những công gia chánh trong gia đình, những người vợ, những người mẹ, về sự tận tụy âm thầm và cầu nguyện cho gia đình.
Có một câu chuyện kể ở bên nước Pháp cách đây 3 thế kỷ thời Thánh Gioan Maria Vianney. Có một người phụ nữ Pháp, một người phụ nữ rất là đạo hạnh, nhưng chẳng may có một người chồng mặc dù rất là tốt lành, rất là tốt bụng, tuy nhiên có điều là khi nói đến những việc thi hành, những việc đạo đức, những việc cần phải làm trong nhà thờ như thánh lễ, xưng tội, lước lễ, thì hầu như người chồng từ chối. Và người vợ vẫn đau đáu và mong muốn tìm mọi cách để giúp cho người chồng sống tốt và đặc biệt là thi hành những việc đạo đức đó. Mặc dù người chồng luôn từ chối những việc đó, nhưng người chồng luôn luôn yêu thương gia đình và vợ con. Người vợ đạo hạnh lại có một lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt. Cứ mỗi tháng năm về như chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng năm này, thì người vợ đã dành một vị trí đặc biệt trong gia đình là trang hoàng một nơi rồi đặt ảnh Đức Mẹ. Và mỗi ngày sáng sớm, người vợ đó mang ngoài vườn, mang hoa đẹp nhất trong vườn vào dâng cho Đức Mẹ. Và lạ thay, người chồng không biết vì lý do gì, động lực gì mà mỗi khi người chồng đi làm ngoài đồng về, lại luôn luôn mang về cho vợ một bó hoa rất đẹp để dâng cho Đức Mẹ. Và thói quen đó từ lặp đi lặp lại, người vợ rất vui mừng điều đó. Không biết vì lý do gì, nhưng anh ta, người chồng đã thể hiện được tâm tình là luôn luôn mang về cho vợ một bó hoa để kính Đức Mẹ. Ở chẳng may, thời gian sau người chồng không may gặp tai nạn, bị ngã và không kịp lãnh nhận bí tích cuối cùng, thì người vợ rất là lo lắng và buồn chồn, lo âu bởi vì người chồng không được lãnh nhận bí tích cuối cùng, không biết có được cứu độ không. Người vợ luôn luôn băn khoăn và cầu nguyện. Rồi sau khi đưa tang chồng xong thì người vợ dành thời gian đi cầu nguyện hoài hương những nơi ở nước Pháp. Thì một hôm người vợ gặp được đến gọi là làng Ác, có nghĩa là làng có vị thánh nổi tiếng là Gioan Maria Vianney, nổi tiếng đạo hạnh. Thì khi mà thánh nhân gặp người phụ nữ đó, thì thánh nhân nói với người phụ nữ một điều ngay lập tức là nhìn thấy mặt âu sầu lo lắng vậy, thì thánh nhân mới nói là chị đang lo lắng cho chồng phải không? Chị đang lo lắng vì chồng không được lãnh nhận bí tích cuối cùng trước khi ra đi. Nhưng chị quên một điều là cứ mỗi tháng năm về người chồng đó, người chồng và chị đã mang một, mỗi ngày mang một bó hoa về dâng kính cho Đức Mẹ. Chị với một điều, có thể nhờ những bó hoa đó mà Đức Mẹ đã truyền cầu, khẩn cầu lên Thiên Chúa cho chồng chị, và chồng chị có thể đã được cứu độ, đang ở trong địa ngục, và chị hãy cầu nguyện nhiều cho anh được sớm ra khỏi nơi đó. Thì người vợ vui mừng vì điều đó, bởi vì điều mà mình băn khoăn giờ đã được giải đáp. Nhưng có điều là người vợ hỏi là tại sao thánh nhân lại biết được những tâm tư của con như vậy? Thì chị ta mới hình dung và cảm nhận ra được, có lẽ Đức Mẹ đã âm thầm và cho thánh nhân biết được để cho chị biết được điều mà nơi Đức Mẹ luôn luôn đồng hành, nơi Đức Mẹ luôn luôn mong muốn chúng ta hãy đến với Mẹ, hãy yêu mến Mẹ, hãy dành những bó hoa
Giuse, Đức Mẹ luôn luôn nâng đỡ để chúng ta vượt qua đời. Gia đình là quan trọng, bởi vì nơi đó là tất cả những gì đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng và hãy noi gương Thánh cả Giuse, Đức Mẹ về đời sống tin tưởng vào Thiên Chúa, về đời sống tin tưởng lẫn nhau và sự gắn bó hy sinh vì gia đình. Đó chính là nguồn hạnh phúc, đó chính là điều đem lại bình an cho gia đình, đem lại tương lai cho gia đình. Chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh cả Giuse, Đức Mẹ ban cho giáo xứ chúng ta, cho gia đình mỗi người chúng ta và cho chính mỗi người chúng ta luôn được tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta được vững mạnh ngày càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong gia đình. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn Thánh Giuse, đấng công chính, người thờ thành Nazareth để chăm sóc dưỡng dục Đức Giêsu, con Thiên Chúa là người. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Giuse, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Thánh Giuse đã trung thành gìn giữ Đức Giêsu trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn, ban ơn và che chở hầu thánh trên khắp hoàn cầu, đặc biệt là giáo hội tại Việt Nam của chúng ta. Nhờ lời thank you.
Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với lương chính như Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là tôi tên trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó thánh ca cho người con sau để người hay quyền cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con là con một Cha đã nhận thề bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên vương cùng ca ngợi tôn thờ Thánh Thần.
quan
thầy đệ nhất giáo xứ chúng con. Cũng là ngày khai mạc thăng hoa kính Đức Mẹ và cùng dâng thánh lễ trọng thể để chúc bình an và cầu nguyện cho tiền nhân trong giáo xứ chúng con. Chúng tôi cũng được đón quý chức quý khách trong toàn giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ cùng về để dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ chúng tôi. Kính thưa cha giáo, thưa cha thánh sứ, giáo xứ chúng con có được một rước trọng thể trang nghiêm, đó là được nhờ sự hướng dẫn đầy tình thương của cha thánh sứ. Nhân dịp ngày lễ trọng đại này, con xin đại diện cho toàn thể giáo xứ xin kính chúc cha giáo, cha thánh sứ chúng con có một sức khỏe dồi dào để lãnh đạo và dẫn dắt đoàn trên Chúa đã trao cho. Chúng con xin cảm ơn quý vị đã nhiệt tâm hy sinh rất nhiều vì giáo xứ chúng con trong mọi công việc, nhất là dịp thăng hoa kính Đức Mẹ. Quý vị đã tập luyện để có được đội hoa đồng tiền dâng lên Mẹ muôn ngàn sắc hoa. Quý vị đã không quản ngại thời gian công sức để hướng dẫn các hội đoàn nơi quý vị. Nguyện xin thấy cả du xe Đức Mẹ ở cùng quý vị luôn mãi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ban lãnh giáo, giáo xứ các giáo họ và quý cô, các ban ngành, các đoàn hội. Xin cảm ơn các đoàn hội trong toàn giáo xứ đã về phục vụ cuộc rước và tham dự thánh lễ được thêm phần long trọng. Nguyện xin Chúa thánh cả du xe và Đức Mẹ ban môn bậc ân trên quý vị để quý vị cùng hăng say hơn nữa trong phục vụ Chúa và giáo hội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn đã đến hiện diện dâng hiệp dâng thánh lễ kính thánh cả du xe và thắp hoa kính Đức Mẹ. Nguyện chúc các quý vị được dồi dào sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa Kitô phục sinh. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn và tri ân cha giáo, cha thánh sứ, quý vị, quý chức, quý ban ngành và toàn thể cộng đoàn luôn được bình an trong Chúa, thánh cả du xe và Mẹ Maria. Giờ đây trong thân tình cảm tạ và tri ân, con xin giới thiệu hai vị đại diện cho cộng đoàn toàn giáo xứ kính dâng lên quý cha tặng hoa tươi thắm thay cho lòng thành của toàn giáo xứ chúng con. Chúng con xin quý cha vui lòng đón nhận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.